Cựu sao Manchester United Jesse Lingard y gây rối y ở Hàn Quốc. Cựu sao Manchester United Jesse Lingard lại chứng nào tật nấy, lần này lại có hơi men sương sương trong người là anh vi phạm luật giao thông ở Seoul, Hàn Quốc. Ngôi sao của Seoul Fan Club bị cảnh sát khu phố giàu có Gangnam cạnh Seoul điều tra hành vi vi phạm pháp luật. Có chút men trong người là cựu sao Manchester United Jesse Lingard hay nổi loạn. Điều này đã xảy ra từ thời ngôi sao Jesse Lingard đang còn thi đấu cho Manchester United. Vừa qua tại phố Gangnam, Lingard đã lái xe scooter điện, đồng thời vi phạm hai điều của luật giao thông Hàn Quốc là đã không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe scooter. Đã vậy, cựu sao Manchester United Jesse Lingard còn đưa tấm hình này lên trang xã hội của mình. Cảnh sát Seoul đã và đang tiến hành điều tra. Ở Hàn Quốc, những nhân vật có tầm ảnh hưởng xã hội lớn thì phải chịu hình phạt cao hơn. Hồi tháng 9 năm ngoái tại Manchester, sao Jesse Lingard bị cảnh sát phạt 75.380 bảng Anh và bị cấm 18 tháng lái xe khi điều khiển phương tiện trong trạng thái mức cồn vượt quá mức cho phép. Những năm tháng ở Manchester United, sao Jesse Lingard đã vài lần cứ có hơi men trong người là vi phạm pháp luật. Bây giờ sang đầu quân cho Seoul Fan Club thì Jesse Lingard vẫn chứng nào tật nấy. Theo tiết lộ của cảnh sát Seoul, Jesse Lingard vi phạm hai điều là điều khiển phương tiện không có giấy phép và không đội mũ bảo hiểm và trong trạng thái cồn trong máu. Hơi men trong miệng, trong hơi thở. Jesse Lingard đang đối mặt với án phạt tiền. Điều khiển phương tiện buộc phải có giấy phép nhưng Jesse Lingard không có giấy phép phải nộp phạt 100.000 won, tương đương 75,08 đô la Mỹ. Điều khiển phương tiện giao thông hai bánh không đội mũ bảo hiểm phải nộp phạt thêm 20.000 won, tức chỉ hơn 10 đô la Mỹ. Jesse Lingard gia nhập Seoul Fan Club hồi tháng 2 năm nay và trở thành ngôi sao lớn nhất, đình đám nhất gia nhập K-League. Tuy nhiên, chuyên môn của Jesse Lingard lại đáng thất vọng 4 bàn qua 18 trận và phải nghỉ 12 trận do chấn thương.